Hả? Làm gì đó mày nghe coi. Thúi Hùng làm gì? Hủ An. Cái túng hả? À? Nhưng mà cái thùng này thùng của mẹ mà. Đâu phải của hai gửi về đâu. Thùng này là thùng của mẹ mà. Đây, đau lòng chưa cô hai ơi? Cô hai đã đi học về cho thứ hai rồi. Con đi học về rồi con thấy cái thùng rồi hả? Phải không? Mẹ mới đem về mà, nhớ lộn rồi. Thấy chưa? Tự cắt tự khui thùng luôn thấy không? Cắt theo cái đường kìa. Ờ, khui thùng cho cô hai nè. Cô nhầm rồi.